Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Ngày hội đã có sự tham gia của gần 500 cán bộ, đoàn viên, công đoàn, viên chức tỉnh cùng một số liên đoàn lao động trực thuộc tỉnh đăng ký hiến máu. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự Ngày hội Hiến máu tình nguyện và trực tiếp tham gia hiến máu. Với tinh thần chia sẻ yêu thương, kết nối dòng máu Việt, ngày hội nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và người lao động toàn tỉnh về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng, tính nhân văn cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch, kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện, ban tổ chức đã thu về 364 đơn vị máu. Số máu tiếp nhận được của công nhân viên chức lao động trong tỉnh sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dự trữ, cung cấp nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị cho bệnh nhân ở các cơ sở y tế. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả của công nhân viên chức lao động trong tỉnh nhằm trao thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.